Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Duy Thầm của mình. Và vậy là ngày hôm nay thì các bạn sinh năm 2000 đã vừa mới thi xong ngày đầu tiên với môn ngữ văn với cả môn toán. Và tự nhiên là mình nghĩ lại cái thời cách đây mấy năm mình đi thi, cái hồi từ năm 2013, cực kỳ lâu rồi. Hồi đấy thì mình thi cũng khá là xịn sò căng thẳng, được tận 23 điểm. Đủ điểm này, đủ chuẩn đẹp trai này, đủ chuẩn để về vỗ ngực kiểu lên mặt với bọn trẻ con hàng xóm. Hồi đấy thì mình thi đỗ vào cái trường cũng khá là thú vị, Học viện Ngoại giao, 69 chùa láng, gần hồ quan hệ, sát bệnh viện phụ sản, gần đại học giao thông vận tải, kiểu đủ một vòng tròn sinh sản luôn. Và từ sáng giờ thì mình thấy khá là nhiều người có share cái đề văn của năm nay, cũng lâu lắm rồi mình không có cập nhật xem là tình hình kiểu thi cử như thế nào bởi vì mình xong từ lâu lắm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thử react một chút xem cái đề văn năm nay của các bạn 2000 nó sẽ như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái đề văn của năm nay. Wow, cái thời mình thi và cái thời bây giờ có thể nói là hai thái cực nó hoàn toàn đối lập nhau rồi. Ở thời điểm hiện tại là chúng ta đã có thi tốt nghiệp với cả thi đại học nó gộp vào là một đúng không nhỉ? Nhưng mà cái thời gian làm bài ngày xưa mình làm mình nhớ là tận 3 tiếng. Bây giờ nó chỉ còn có 120 phút thôi, nó ít hơn hẳn rất là nhiều rồi. Nhưng mà cấu trúc đề thì có vẻ như là vẫn thế. Một phần đọc hiểu kiến thức cơ bản này, một phần làm văn với một câu nghị luận xã hội, với cả một câu phân tích văn thơ kiểu. Nhưng mà ngày xưa mình nhớ hồi mình đi thi là có chia ban cơ bản với ban nâng cao. Một bên cơ bản, một bên nâng cao. Thay đổi đeo cái đeo đi. Đọc luận trích, hãy thức dậy đất đai, cho áo em tôi không còn vá vai, cho phần gạo mỗi nhà không còn thay bằng ô khoai sắn, xin bắt đầu từ cơm no áo ấm. Bài này kiểu đọc hay phết nhỉ, kiểu tràn đầy kiểu niềm tự hào dân tộc, nước ta giàu về cả lờ khoáng sản, rộng tới phù sa núi non các thứ. Đấy là lý do vì sao mà trong nguyên ngày hôm nay mình thấy cái cụm từ đánh thức tiềm lực nó tràn ngập Facebook. Mình cứ tưởng là một cái cụm từ mới trong một cái chuyện chưởng hay là chuyện ngôn tình nào cơ. Kiểu đánh thức tiềm lực nghe kiểu... Nghe cứ tưởng là trong chuyện kiểu phong vân ấy, bài vân chưởng, ương vân thiên giáng, vạn thủy hành vân, vân quyện lâu tàn các thứ thứ. Hóa ra là từ cái bài này. Thật ra bài này những bạn nào mà có một lòng nồng nàn yêu nước ấy, thì chắc là làm bài này dễ lắm. Ca ngợi đất nước, ca ngợi quốc gia, chúng ta phải đánh thức tiềm lực trong mỗi con người cái thứ. Ủa, cái câu cuối này sao vãi chưởng thế nhỉ? Phân tích sự đối lập giữa vẻ đẹp hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực ở gia đình làng chài. Từ đó hãy liên hệ với sự đối lập của cảnh phố hội lúc đêm khuya và hình ảnh đoàn tàu, hai đứa trẻ. Thế là về cơ bản chúng ta phải phân tích hai bài này trong một bài văn duy nhất, trong một đề thi tốt nghiệp kiêm thi đại học trong vòng 2 tiếng. Ủa mà mình nhớ là cái chuyện là hai đứa trẻ với cả chiếc thuyền ngoài xa nó có liên quan gì đến nhau đâu ta? Nó liên hệ kiểu gì ta? Hai đứa trẻ, chiếc thuyền ngoài xa, à chắc là cùng có con người với cùng ở Việt Nam. Các bạn viết ý này vào là được điểm rồi, cùng con người, cùng ở Việt Nam, cùng có đầy đủ giới tính nam nữ, cùng có người già, cùng có trẻ nhỏ, cùng có tàu nữa. Trời ơi, thế này là quá ngon rồi. Một cái đề thi như thế này thì chắc chắn là phải dành cho mình rồi. Các bạn có biết ngày xưa mình được bao nhiêu điểm thi đại học không? 8 điểm văn thi đại học. Và ngày xưa mình nhớ là cái năm mình thi cũng chính vào cái bài chiếc thuyền ngoài xa này. Mình không nhớ một tí gì bài đấy. Mình không cả nhớ cái bài đấy nó viết đầy đủ như thế nào, nhưng mình vẫn chém gió được tận 8 điểm. Đúng là một cái đề thi cực kỳ thú vị. Hết cái đánh thức tiềm lực nồng nàn yêu nước, xong rồi chúng ta có một cái sự liên hệ tưởng như không liên quan nhưng mà lại liên quan không tưởng. Đề hay, đề này hay. Theo một số những cái bạn mình có đọc được trên Facebook thì các bạn bảo đề năm nay này rất là sát sách giáo khoa, cực kỳ sát sách giáo khoa, mang tính phân loại cao, quá là mang tính phân loại. Vì sao nó phân loại? Những bạn nào học giỏi thì sẽ làm được, những bạn nào học không giỏi thì sẽ không làm được, rất phân loại. Lạy Chúa, may mà mình không sinh năm 2000, không thì chắc mình chết luôn rồi. Nghĩ mà dùng mình quá. Vẫn chưa hiểu nổi làm nào trong 2 tiếng mà viết được hết chỗ này nhỉ? Thế thì mới phải đánh thức tiềm lực.
chủ đề của năm nay chính xác là bài thi thay chữ ngữ văn ở đây bằng chữ đánh thức tiềm lực. Kỳ thi đánh thức tiềm lực phổ thông quốc gia năm 2018. Good, 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 good. Nice. Ok, đề văn nó đầy tiềm lực, một cách tiềm tàng, tiềm ẩn kỳ bí như này rồi thì không biết là đề toán nó sẽ như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng ngó sang đề toán để xem đề toán của năm nay nó có thực sự là cần phải đánh thức tiềm lực thì mới làm được không? Đề toán đâu rồi nhỉ? Đề toán. Ok. Và đây là đề toán của chúng ta. Đây là một trang đề toán thôi. Bây giờ toán nó thi theo kiểu trắc nghiệm rồi. Cái hồi mình thi là thi theo tự luận. Giờ là nhiều thứ nó khác ngày xưa quá rồi, mình là hậu á. Và chúng ta sẽ cùng nhau đọc đề toán các bạn nhé. 2000 years later. Ủa, lim là cái gì nhỉ? Lim có phải là giới hạn không nhỉ? Giới hạn tích phân nguyên hàm. Người xin sủng cô tan cô tủng. Wow. Ủa, bảo mình đọc cái đề toán này chắc là mình đọc văn khấn đôm nó còn dễ hiểu hơn đấy. What? Tại sao mấy năm trước mình có thể đọc hiểu cái đống này một cách bình thường nhỉ? Ở thời điểm hiện tại nhá, mình đi làm rồi mình không còn động tới bất cứ một cái kiến thức toán nào. Và lúc mà cần mà động đến toán ấy thì mình sẽ sử dụng ứng dụng máy tính trong iPhone. Oh my god. Nhưng mà thi toán theo cái kiểu trắc nghiệm như thế này thì nó có dễ hơn thi tự luận ngày xưa không nhỉ? À, nó sẽ tiện cái khoản là đỡ phải trình bày. Nhưng mà kiểu giải lắm, cái đề toán này chắc cũng rối đầu phết. À, nhưng mà được cái nhưng không hiểu gì thì có thể khoanh bừa mà. Đánh thức tiềm lực. Rồi, vậy là chúng ta đã cùng nhau xem sơ qua cái đề toán với cả đề văn của năm nay. Thật sự thì cái thời mà mình thi so với bây giờ thì nó là hai thái cực hoàn toàn khác nhau rồi, nó từ rất là lâu rồi. Nhưng mà cũng phải có một số cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn sinh năm 2000 đang thi kỳ thi quốc gia, một trong những kỳ thi có thể nói là quan trọng nhất ở trên cuộc đời này trước năm các bạn 18 tuổi. Vì sau này khi mà các bạn đi học đại học này, các bạn đi làm thì các bạn còn thấy có nhiều cái nó hãm lìn lên cái đề đại học cực kỳ nhiều. Cái quả đánh thức tiềm lực này nó chỉ là một cái dấu hãm lìn nhỏ tí trong cái cuộc đời. Nhiều cái hãm lìn đang chờ các bạn phía trước, do đó thì không có gì phải thốn hết. Cứ cố gắng để yên tâm, cố gắng làm bài để có được kết quả cao nhất. Do đó thì chúc các bạn nào mà sinh năm 2000 đang xem video của mình thì có một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nó thật là rực rỡ. Và chỉ là 1-2 môn nó chưa quyết định tất cả, mà bạn mới là người quyết định tất cả. Hãy cố gắng lên. Hoặc là các bạn có thể nghe ca khúc mà mình chuẩn bị gửi đến cho các bạn ngay sau đây. Bác Hồi ơi, anh em ơi, cả nhà ơi, tao có tên gọi nhập ngũ từ đây này. Này, tao có tên gọi đi lính từ đây này. 9 giờ sáng mai tao đi.